Hello các anh em, trong cái video hôm nay tôi sẽ lên cho mọi người một bộ combo mùi mà nó sẽ đáp ứng được một vài tiêu chí. Điều đầu tiên là về kinh phí, nó có thể không phải là quá rẻ nhưng cũng không phải là quá đắt, để mà làm sao mà trong cái thời kỳ suy thoái này thì chúng ta vẫn có thể thơm tho. Cái thứ hai thì về chất lượng mùi hương thì chắc chắn rồi, không thể rẻ tiền được, chắc chắn không thể rẻ tiền được. Và cái thứ ba thì là anh em sinh viên xài cũng được, lớn tuổi đi làm rồi xài cũng được. Ok, tất nhiên thì khi mà chúng ta một cái bộ mùi hương mà nó có thể là đa dụng thế thì chắc chắn nó sẽ không thể nào có cái độ sâu sắc bằng một cái mùi hương mà nó chỉ chuyên cho một cái cá tính, một cái style. Tuy nhiên về mặt tổng thể thì chúng ta sẽ nhận được, vẫn nhận được những cái lời khen ngợi khi mà sử dụng. Đấy thì mình nghĩ là như thế. Còn nếu mà bị gạch đá thì thôi, đành chịu vậy. Ok, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình, let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên mà tôi muốn lên cho các anh em đó là một sản phẩm có thể gọi là rất là xa lạ đối với thị trường Việt Nam, và nó có tên là Fashionable Regatta. Đây là một mùi hương mà mấy hôm trước mình đã post một cái tấm ảnh lên Face, và mình nói rằng nó là một sự có thể gọi là mix giữa ba mùi hương rất là nổi tiếng dùng cho mùa hè, đó là CK1, Chromazzaro và Nautica Voyage. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, cái open note của nó đó là cái vị hương thơm của CK1, đó chanh, cam và sau đó là một chút hoa neroli, và cái dry down là cái tông của Nautica. Có thể là nó về cái blend mùi hoặc là về cái chất lượng mùi, cái này mình cảm thấy là nó hơi bị một chút thôi, cá nhân mình thôi, là nó hơi bị một chút hóa học. Nhưng sau khoảng 2-3 lần xịt thì mình lại cảm thấy nó mượt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì có thể là do mình là một người khá là khó tính trong cái việc lựa chọn mùi, cho nên là mình đòi hỏi những cái sản phẩm nó hơi bị gọi là hâm dở. Tuy nhiên nếu như anh em nào muốn một cái mùi hương mùa hè và cái độ thiện chiến, độ mùi hương, và tất nhiên là một cái chai mà nó mang cái style mùi của ba chai nước hoa mùa hè rất là đình đám kia, thì là một cái sự lựa chọn kinh phí cũng rất là đáng để chúng ta trải nghiệm. Do vậy, chai nước hoa đầu tiên trong cái bộ combo tôi muốn giới thiệu lên cho các anh em đó là Fashionable Regatta, một cái mùi hương mà xài hè cũng rất là ổn áp. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đến từ một thương hiệu nước hoa rất là phổ biến đối với các anh em, Burberry Weekend. Mình tin rằng nếu như đây là một chai nước hoa mà được dán mác bởi một cái thương hiệu xa xỉ luxury hay là một cái thương hiệu niche nào đấy, thì chắc chắn Burberry Weekend nó sẽ không bao giờ có một cái giá khá là rẻ, không phải là rẻ mà là ở mức trung bình bình thường ở trên thị trường, mà nó sẽ có thể là 200-300 đô. Bởi vì ở chai nước hoa này nó là một cái sự blend mùi tuyệt vời giữa tông trái cây, tông citrus và hoa thường xuân, rất là tuyệt vời. Cho nên khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó có cái chất thảo mộc đó mix cùng với cái hương vị thơm của cam chanh, rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa bị đánh kiểu giống kiểu underrated ấy, kiểu như giống như kiểu là mùi ngon nhưng mà bị kiểu như bị nói thế nào nhỉ, bị đánh giá thấp so với cái năng lực có thực tế của nó, kiểu như thế. Thì Burberry Weekend, anh em nào mà kiểu như thích cái tông cam chanh đó, thì đây là một cái chai nước hoa mình muốn gợi ý. Đó, chai nước hoa thứ hai của một sản phẩm của nhà Burberry. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Paul Smith và nó có tên Rose. Đây chắc chắn là một mùi hương hoa hồng có thể đương cự. Mình không dám nói rằng là nó hơn hay không thì là tùy cảm nhận của mỗi người. Bản thân mình khi mình đưa chai nước hoa này đi up, đi ngồi một số anh em, thì nó thật là cũng có những người nói rằng chai nước hoa này nó còn hay hơn cả Ala Rose. Đó, hay hơn cả một số chai nước hoa hồng của những cái thương hiệu đắt tiền khác. Tất nhiên thì đấy là cảm nhận của mỗi người, cái đấy là tùy. Đây chỉ mình đang nói là mình kể lại câu chuyện này thôi, chứ mình không phải là mình áp đặt lên cho mọi người. Tuy nhiên Paul Smith Rose là một cái nói thế nào nhỉ, là một cái ví dụ khi mà chúng ta không cần phải bỏ ra quá là nhiều tiền và chúng ta vẫn có thể sở hữu được những cái mùi hương floral, hương hoa rất là mượt mà
và không hề là có một cái gì đó hóa học. Rất là tuyệt vời. Nếu như anh em nào ưa thích mùi hồng thì và chúng ta không muốn cái này quá nhiều ấy, thì Paul Smith Rose anh em có thể thử. Đó, một sản phẩm của nhà Paul Smith. Chăn hoa thứ tư, đó là một mùi hương dành cho các anh em nào ưa thích mùi hương của gourmet, của bánh, của kẹo, mùi hương ngọt của thức ăn. Và chăn hoa này có tên L'Essentiel de Gourmand Tendre Maddalena. Đây là một sản phẩm đến từ một thương hiệu niche nội địa của Pháp. Nhà nước hoa này thì họ chuyên làm về mùi hương của vani. Và nếu như các anh em nào mà ưa thích sản phẩm của nhà Serop thì chúng ta chắc là không lạ gì mùi hương của Serop Lyra, một cái mùi hương gourmand của vani caramel. Và mình xin nói thêm là Tendre Maddalena này có cái nét tương đồng, nó rơi khoảng 70% với sản phẩm của nhà Serop. Và cái nữa thì nó ra đời trước cả sản phẩm của nhà Serop, nên anh em yên tâm là nó không phải là mùi hương của clone. Khi mà chúng ta xịt mùi hương của chai nước hoa này, chúng ta sẽ thấy cái mùi hương thơm ngọt của vani, một chút cay nồng của tiêu. Và cái tổng quan lại khi mà chúng ta ngửi nó sẽ giống như một cái bánh ngọt mà bừa trong cái lò nướng. Tuy nhiên nó không phải giống như cái kiểu style mùi của nhà Sacalutan, mà ở đây là một cái mùi bánh hơi ngậy ngọt, nói chung là rất là thú vị. Xịt con này vào mùa lạnh thì nói thật với các anh em là tuyệt vời, không phải nghĩ. Cộng thêm thì nhà nước hoa này rất là mạnh về cái làm cái nốt mùi vani ấy, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và yên tâm khi mà sử dụng mùi hương này. Đặc biệt là anh em nào ưa thích những cái tông mùi common. Còn lại nếu chúng ta thích woody, chúng ta thích floral, chúng ta thích spicy thì rõ ràng đây không phải là một cái sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên nếu như chúng ta thích cái kiểu ngọt ngọt đó thì Tendre Maddalena của nhà L'Essentiel Gourmand là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Thơm tuyệt vời. Ok, chai nước hoa thứ 5 là dành cho các anh em nào ưa thích cái tông Bubble Shop của Jean-Paul Gaultier-Lemer, hoặc là ít nhất là Amarge Reflection. Và sản phẩm mình muốn nói ở đây đó là Uomo Moschino. Đây là một mùi hương có cái nét hơi hướng của hai sản phẩm Jean-Paul Gaultier và Amarge. Khi mà chúng ta xịt mùi hương này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy ở đâu đây là hình ảnh của Lemer, ở đâu đây là hình ảnh của Reflection. Đó, thì anh em nào ưa thích cái tông mùi Barbershop mà chúng ta muốn rẻ hơn đi, đó, tiết kiệm kinh phí còn lại để còn có tiền mà đi ăn, thì Uomo Moschino mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ok, chai nước hoa thứ 5. Đúng rồi, chai nước hoa thứ 5, Uomo Moschino. Đó, chai nước hoa thứ 6, đấy là một sản phẩm đến từ một thương hiệu niche của Na Uy. Và nó có một sự tương đồng của bộ đôi sản phẩm Chanel Eau de Homme Sport và Sport All Extreme. Và thậm chí đối với mình nó còn có một chút của Lancôme de Lôme, một chút thôi. Khi mà chúng ta xịt mùi hương này, đặc biệt là vào những ngày mùa thu, cái kiểu hơi hơi mưa phùn, ẩm ẩm ướt ấy, thì tuyệt vời. Con này xịt vào những ngày đấy phải gọi là cảm thấy rất là phê, đúng, phê luôn. Còn lại thì những ngày bình thường như này thì nó không quá là xuất sắc. Tuy nhiên thì vào những ngày kiểu hơi mưa phùn, ẩm ướt ấy, mấy cái tháng mưa ngâu, úi dồi ôi, thì xịt em này tuyệt vời luôn. Do vậy nếu như anh em nào chúng ta muốn một cái chai nước hoa mà nó có thể có nét của Chanel Eau de Homme Sport, Chanel Eau de Homme Sport Orange Stream, đó, và thậm chí đối với mình một chút thôi nhá, của Lancôme de Lôme, thì anh em có thể tìm sản phẩm Gear Nest for Men, một sản phẩm đến từ Na Uy, một thương hiệu niche của Na Uy. Ok, tiếp theo là một mùi hương dành cho các anh em nào đang muốn tìm một mùi hương của văn phòng và giá nó mềm mềm một chút. Nếu như chúng ta thích kiểu style giống như kiểu Hermes H24 này, Prada Homme hoặc là Terre d'Hermes, đó, đấy là những cái mùi hương mà xài office nó quá là đẹp rồi, nhưng tiền đã là một cái rào cản, thì hay của Amfresum là cái mùi hương mình muốn gợi ý cho các anh em. Với sự kết hợp của tre và neroli, nó tạo nên một cái tông mùi woody nhưng có thiên hướng một chút của floral. Vì bản chất mùi tre, nếu như các anh em nào đã từng ngửi thì chúng ta sẽ thấy là nó dạng hơi hướng kiểu gỗ thơm, hương hoa, chứ nó không phải là cái kiểu mùi tre giống như ở ngoài đời đâu. Nó khác, rất là khác luôn. Nó không phải giống như kiểu tre dạng kiểu cái cơm lam ấy đâu, không phải như thế. Mà trong tre, trong nước hoa nó khá là khác. Do vậy
Và đặc biệt là cái chai này hiệu năng mùi rất là tốt, bám tốt và tỏa rất là nhẹ nhàng, vừa đủ. Do vậy anh em nào mà chúng ta thích một cái mùi hương mà như kiểu chúng ta xịt và nó vừa nhã nhặn, lịch sự và bám lâu, đó, có nghĩa là trong một phạm vi không gian hẹp chúng ta cần một cái mùi hương như thế, thì hey, Anfressung, một cái mức giá dễ chịu hơn đó, thì các anh em hoàn toàn có thể tham khảo để mà kiếm một chai xài cho office daily luôn. Ok, cho năm thứ 6, thứ 7 nhỉ, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Và cuối cùng là một sản phẩm đến từ thương hiệu niche nội địa lại có Pháp, đó là Fragonard Center. Đây là một mùi hương gỗ đàn hương mình đánh giá rất là xuất sắc. Một chai nước hoa hoàn toàn có thể đập cho cơ số những chai nước hoa tự phong là niche hoặc indie có sử dụng nốt đàn hương, và cũng là một đỗ trọng khá khá. Ok, nói chung đây là một đỗ trọng khá khá, còn đập thì chắc chắn mình tự tin mình dám khẳng định chai nước hoa đập cho rất nhiều chai nước hoa đang bán trên thị trường ba sản. Đây là một mùi hương gỗ đàn hương theo một cái kiểu là đúng theo một cái tông của gỗ đàn hương, hơi ngậy, có cái vị sữa đó. Và đặc biệt ở chai nước hoa này, khi mà cái open note bình thường chúng ta xịt những cái chai nước hoa đàn hương trên thị trường thì nó thường một phát vào chủ đề luôn, gỗ, một phát xịt chúng ta sẽ thấy gỗ, và với những newbie, những người mới chúng ta cảm thấy rất là sốc. Tuy nhiên ở chai nước hoa này thì nó lại có một cái phần mở bài rất là dễ chịu, đó là hương cam chanh, và sau đó khoảng 15 phút nó mới vào cái phần chính của nó, đó là mùi hương gỗ đàn hương. Do vậy là nó dễ ngửi hơn khá khá so với nhiều chai nước hoa có sử dụng nốt này ở trên thị trường. Do vậy mình tin rằng đây là một cái sự đầu tư rất là đáng tiền cho các anh em nào ưa thích tông gỗ, và ở đây đó là gỗ đàn hương. Do vậy chai nước hoa cuối cùng mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là Fragonard Center, một sản phẩm đến từ một thương hiệu niche địa của Pháp. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một bộ combo mùi theo đúng một cái tiêu chí, đó là không quá đắt, cũng gọi là thiện chiến và mùi ngon. Rất hy vọng là trong cái thời buổi mà đang suy thoái như này thì cái bộ set này có thể giúp cho mình, có thể gợi ý cho các anh em để chúng ta làm sao mà vừa thơm tho vừa tiết kiệm đó, không bị chi phí quá nhiều. Và tất nhiên rồi, và phải vẫn được những nhận được những lời khen, bởi vì dù sao chúng ta dùng nước hoa cuối cùng là để nhận được những cái lời khen, chứ không phải là để mà họ lôi cả nhà cả tổng nhà chúng ta ra để mà dè biểu, thì nó thật là nó phí. Ok, thì video của mình đến đây, hết, rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.